Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tái trúng cử Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tối 30 tháng 1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã nghe ban kiểm phiếu, báo cáo kết quả bầu cử. Danh sách 200 đồng chí trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 được công bố, bao gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Theo danh sách này, ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã tái trúng cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Ông Nguyễn Văn Thể về làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải từ năm 2017. Trước đó, ông là Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng. Thời điểm Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể giữ trọng trách ở Bộ Giao thông Vận tải, ngành giao thông sau một thời gian tăng tốc và ghi điểm trên nhiều công trình quan trọng đã bắt đầu gặp những khó khăn. Một số dự án vướng mắc, chưa thể triển khai như dự kiến, vốn đầu tư cho hạ tầng khó thu hút hơn khi nhà đầu tư BOT hoang mang. Bên cạnh đó, việc hoàn thành đối thủ tục giải trình, làm việc với các đoàn thanh kiểm tra, dự toán cũng ảnh hưởng phần nào tới hoạt động chung của các đơn vị. Tuy nhiên, tổng kết cả nhiệm kỳ, vượt qua những thách thức, bám sát các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, ngành giao thông vận tải đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra, một số lĩnh vực có sự bứt phá. Cụ thể, chất lượng, tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án tốt hơn, cắt giảm hàng trăm thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp, quản lý, khai thác vận tải hiệu quả nhờ ứng dụng công nghệ, tập trung đầu tư các dự án trọng điểm, tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng giao thông, tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí. Việc giảm được hơn 9.000 người tử vong vì tai nạn giao thông là một thành quả rất lớn, giúp giảm tác động tiêu cực tới đời sống xã hội. Trả lời phỏng vấn báo chí về định hướng 5 năm tới, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết sẽ coi nền tảng để tạo nên đột phá là thể chế. Động lực của đột phá là khoa học công nghệ thông tin, công nghệ thi công, vật liệu mới. Cụ thể, trong 5 năm tới, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế. Coi đây là điểm đột phá, làm sao để các quy định cụ thể, rõ ràng, minh bạch để tổ chức thực hiện tốt hơn. Từ đó tạo động lực thu hút nhiều nguồn lực đầu tư, quản lý đầu tư, khai thác và vận hành công trình hiệu quả, giúp tăng cường quản lý vận tải và kiềm chế tai nạn, đảm bảo an toàn cho người dân. Thứ hai là đầu tư vào khoa học công nghệ. Bộ Giao thông Vận tải đang tích cực triển khai chính phủ điện tử, chuyển đổi số theo chỉ đạo của Thủ tướng, để nhanh chóng ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ thế giới phát triển giao thông ở Việt Nam. Chúng ta cần phải sửa luật, thiết kế lại bộ máy, ưu tiên ngân sách, ưu đãi tài chính cho các công nghệ mới, phải đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực công nghệ cao, Bộ trưởng chia sẻ. Cảnh sát giao thông bắt đối tượng dương tính ma túy, dùng xe trộm cắp chạy tốc độ cao. Công an tỉnh Sóc Trăng vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Tuấn Đạt, 36 tuổi, ngụ ấp Phú Hữu, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, Sóc Trăng, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 28 tháng 1, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1, đoạn thuộc địa phận phường 7, thành phố Sóc Trăng, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Sóc Trăng phát hiện Đạt điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 83H4-5818 với tốc độ cao nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra tại hiện trường, Đạt không xuất trình được đăng ký xe, giấy phép lái xe và các loại giấy tờ khác có liên quan. Đồng thời, tiến hành test nhanh hóa học, cơ quan chức năng phát hiện Đạt dương tính với chất ma túy. Ngay sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện và đưa Đạt về trụ sở công an phường 7 làm việc. Tại đây, bước đầu Đạt khai nhận, chiếc xe mô tô biển kiểm soát 83H4-5818 là do y trộm được tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.